Hello, hello mọi người, chào mọi người đến với kênh Hồ Thảo Channel của mình. Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với thầy cô ba trang web mà chúng ta có thể download worksheet miễn phí và giúp cho cái quá trình soạn bài của chúng ta trở nên nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả hơn. Ok, let's go. Trang đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với thầy cô đó là trang islcollective.com. Thì cái trang web này là cái trang web chứa đựng tất tần tật worksheet nè, rồi file PowerPoint với lại video. Nói chung nó giống như là một cái thư viện dành cho giáo viên dạy tiếng Anh của mình vậy đó thầy cô. Có nghĩa là thầy cô cần cái worksheet của chủ đề nào thì chúng ta lên ngay trên đây để search thì nó sẽ ra hàng ngàn hàng vạn cái worksheet về cái chủ đề đó thầy cô ha. Và cái worksheet của mình đó, nó cũng gọi là rất là gọi là sao ta, bắt mắt, rất là bắt mắt luôn. Như người soạn ở trên đây người ta rất là có tâm, thầy cô của thầy cô dạy tiếng Anh trên khắp thế giới luôn, người ta sẽ soạn cái worksheet theo cái chủ đề mà người ta upload trên đây với cái mục đích là muốn chia sẻ thôi, phi lợi nhuận thôi thầy cô ha. Cho nên là cái chủ đề nó đa dạng vô cùng. Và cái điều mà mình tâm đắc nhất ở cái trang ISL Collective này là bên cạnh cái worksheet thì mình còn có cái file ESL PowerPoint này nữa. Là ví dụ như là mình soạn bài đến cái chủ đề, ví dụ như là thì hiện tại đơn đi, mình lên đây mình search cái PowerPoint, cái hiện tại đơn nó ra rất là nhiều luôn. Và mình có thể học hỏi, mình có thể copy của cái file này xí, file kia xí, và hoặc là mình có thể copy một cái file nào đó trọn vẹn của cái chủ đề mình dạy để mà mình dạy cái lớp của mình. Có những cái file như vậy luôn, đầy đủ nếu mà thầy cô chịu bỏ thời gian nghiên cứu. Đây là cái điểm tâm đắc nhất của mình trong cái trang ISL Collective này. Vì đây là trang web phi lợi nhuận cho nên là tất tần tật đều miễn phí, từ worksheet cho đến PowerPoint cho đến video, tất tần tật đều miễn phí nha thầy cô. Hãy vào ngay cái trang ISL Collective này để khám phá cái thư viện dành cho giáo viên học tiếng dạy tiếng Anh của mình ha. Và chúng ta chỉ cần đăng ký tài khoản là chúng ta có thể download được liền. Và đăng ký tài khoản nó cũng dễ vô cùng, chỉ cần đăng ký bằng Gmail hoặc là Facebook là chúng ta có ngay một cái tài khoản để mà sử dụng cái thư viện này rồi. Cái trang web thứ hai mà mình muốn recommend cho thầy cô đó là trang education.com. Thì cái trang education.com này là sẽ dành cho những thầy cô dạy young learners tầm từ mẫu giáo cho đến lớp 5. Thì sẽ chuyên hơn là những thầy cô dạy lớp lớn cấp 2, cấp 3 ha. Tại vì những cái worksheet trong đây á, là dành chuyên cho những bạn young learners nhiều hơn. Và bên cạnh worksheet thì chúng ta sẽ có thêm cái một cái phần nữa là lesson plans. Có những cái lesson plans mẫu rất là ok luôn, rất là kỹ luôn. Chúng ta có thể download cái lesson plans mẫu đó về rồi chúng ta học hỏi cách soạn giáo án theo từng chủ đề, hoặc là chúng ta có thể vận dụng luôn cái lesson plan đó nếu như cái chủ đề chúng ta dạy nó trùng khớp và chúng ta cảm thấy nó thích hợp. Và cái trang education này thì sẽ miễn phí một tháng là 5 hay là 10 cái worksheet và lesson plan gì đó, lâu quá mình quên rồi. Tại vì hiện tại thì mình đang sử dụng cái tài khoản là premium cho nên là mình được download thoải mái tất tần tật. Nhưng mà cái premium của nó cũng không mắc đâu thầy cô, tầm khoảng 9 đô một tháng thôi. Nhưng mà chúng ta download hàng ngàn worksheet luôn, download hàng ngàn cái game và lesson plan trên đây luôn. Nhưng mà bên cạnh cái việc trả phí thì chúng ta vẫn có thể dùng miễn phí được nha. Nhưng mà miễn phí thì tầm khoảng 9 hay là 10 cái lesson plan một tháng gì đó. Sau khi kết thúc video này rồi thì thầy cô hãy vào ngay cái trang education.com này để khám phá cái sự vi diệu của nó dành cho những thầy cô dạy young learners à. Và cái trang web cuối cùng mình muốn recommend cho thầy cô đó là trang busyteacher.org. Thì cái trang web này cũng lại là một cái trang web chứa rất nhiều worksheet, nhưng mà nó đa dạng mọi level luôn, từ
mẫu giáo cho đến cấp 3 cho đến người lớn, tất tần tật, rất là nhiều worksheet luôn nha thầy cô. Nhưng mà cái trang web này nó có một cái điểm hay nữa là nó sẽ nghiêng về cái phương pháp dạy học nhiều hơn, nó sẽ nghiêng về cái cách quản lý lớp nhiều hơn, và mình học được cái cách quản lý lớp khá là nhiều từ cái trang web này. Và đây là một cái trang web vẫn là miễn phí, chúng ta vẫn có thể download không giới hạn tất tần tật worksheet của trang web này. Bên cạnh đó thì người ta còn có bán cái bộ sách gồm 80 cái quyển ebook bao gồm tất tần tật mọi kỹ năng dành cho giáo viên. Thì sau cái video này thì thầy cô có thể lên trang Busy Teacher này để xem thêm về cái bộ sách đó. Hiện tại thì mình đã mua, đã sở hữu cái bộ sách này rồi, và theo mình được biết thì cũng có rất là nhiều bạn đã sở hữu lại và public nó lên mạng khá là nhiều rồi.